Thầy chị đã cần gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Thưa cha, con là Trần Thị Trang ở Đồng Xoài, Bình Phước. Con được ơn là Chúa chữa lành là con bị thoái hóa cột sống và bị tê bại liệt hết nửa người. Trong 2 tháng qua là con được ơn Chúa chữa lành và con cũng đi châm cứu, nhưng mà cũng như là cha vừa nói là gặp thầy gặp thuốc, con chỉ đi châm cứu như người ta nói con là phải châm từ 6 tháng. Nhưng mà con đi ra tới cái tiệm cơm, con ngồi con ăn cơm thì người ta nói là chị nên mua một liều thuốc hãy uống. Chỉ có 200 ngàn đồng mà con về con uống, mà nay con đi được, người con đi, người cũng như là người chữ S đó cha, đi không mua được, con lết lết. Và cái ơn thứ nhất của con. Hallelujah. Thưa anh chị em, cái này 2 tháng là chị này bị bại liệt một nửa người, bên trái bên phải, nửa bên phải không có đi lại được, bán thân bất toại bên phải, mà bây giờ thì chị đã đi được, đứng được và đang hiện diện trước mặt chúng ta để làm chứng cho quyền năng lòng Chúa thương xót. Bại liệt và bị bệnh gì nữa, thoái hóa cuộc sống rồi, và chị không thể đi đứng được, hôm nay đang đi đứng trước mặt chúng ta đây. Ơn thứ hai, ơn thứ hai là con bé út của con đó, là học kỳ đầu 10 năm đó là học sinh giỏi. Tới cái năm thứ 11 thì thi vô thì con nói là tại vì mê điện thoại thôi cha. Rồi thi vô là học sinh tiên tiến, con chỉ về nói là nếu mà thi mà trượt lần này thì đi bán vé số. Cái con mới nói là thôi đi xuống lòng thương xót để cầu nguyện, rồi cha đặt tay. Về xong thi kỳ 2 thì được 2 bằng khen và được huy chương bạc của tỉnh đấy cha. Cho nên là con cũng cảm tạ ơn Chúa và lòng thương xót đã thương, mà là con đã có nghe lời xuống đây đặt tay và để cầu nguyện. Rồi Hallelujah. Ơn thứ ba nữa là con có một cái không biết là Chúa thánh thần đã cho con được một cái ơn gì. Một tháng là con xuống đây 2 lần cha, và con không biết là mỗi một lần con đi thì con nói là ngày mai đi chỉ có 2 người, mà không biết sao con đi, con cứ nói là ngày mai đi Cha Long. Cái tự nhiên là những người ngoài đạo ở cái chỗ con ở chỉ có 15 người có đạo thôi chà, và con đi nói là xuống lòng thương xót thì toàn những người có đạo, thì cha ngày mai cho em đi với. Như chuyến xe ngày nay con đi thì con nói là nếu mà 2 người con đi xe 7 chỗ mà 10 người thì con đi xe 17 chỗ. Nhưng mà chị em thì nói chị cha ngày mai cho em đi, nhưng mà toàn những người ngoại đạo đi theo con không. Và có một con nhỏ em thì nó là người đạo theo, bị đụng xe, đi không được, ngồi không được, không biết giờ đang ngồi ở đâu dưới kia kìa. Cứ đi theo con một năm nay rồi, đó là cũng nhờ ơn chữa lành mà nay đi được, ngồi được, đứng được, mà muốn lên làm chứng. Bữa hôm tuần trước ngồi đây nhưng mà không dám lên cha, tại vì con ngồi bên kia, tại vì con hứa với lòng thương xót là một tháng con đi 2 lần. Cho nên là mỗi lần con đi thì những người mà không tiền con cũng cho lên xe, mà có tiền thì phụ tiền xe, còn không có tiền thì cũng lên xe. Một tháng con xuống đi 2 lần. Hallelujah. Đây là tôi gửi tặng cho cái chị đó đó, cái chị mà ngoại đạo mà được ơn mà đủ xe mà đi đứng không được suốt một năm lên đây cầu nguyện, mà bây giờ đã đi đứng được rồi đó mà chưa có dám lên để làm chứng. Tôi gửi tặng cho chị ấy cái máy bài trong bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, ba người ngoại đạo thì chị gửi cho người ngoại đạo của chúng tôi, chứ thôi không có tặng cho chị nha. Đây là cái quạt, đây dành cho chị, và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu để chị tặng cho những người họ chưa nhận biết lòng Chúa thương xót nha. Một cái điều xấu của con bây giờ con nói thật là giữa trước mặt cộng đoàn đây mà đứng ở trên. Thôi được rồi, hết giờ. Hallelujah. Rồi còn lại những người nào, mấy người nữa quen lên đi mong.